Trời ơi, ngày hôm nay tao nói tức cọc. Wow, rất là cọc luôn, thật sự nha. Nó tức ơi là tức vậy đó. Mấy con Hà Bá nghĩ làm sao, nghĩ làm sao mà mới mùng 1 thôi mà bơm hàng rồi quý vị. Em buồn quý vị. Bơm hàng kia xuống, trời ơi, tức lắm. Bữa nay em ăn chay nha mọi người, em nói thiệt mọi người luôn nha. Bữa nay em ăn chay mà em không tu nổi với mấy cái đứa này luôn. Em nói thiệt luôn, không tu nổi. Hàng vậy nè, đây. Trời mẹ ơi, khô gà 3 hũ 100 ngàn. Mà nó bơm để kiếm cái tên coi. Võ Khánh My ở Tây Ninh nha quý vị nha. Võ Khánh My ở Tây Ninh, đó. Rồi còn mấy cái đơn này nữa nè, đó. Trinh Tây, tên toàn là đẹp không à. Tên toàn là Tây Tây, Trinh Tây. Tụi bay là cái dòng mà Tây Du Ký, Tây Du Ký tập mà Tài Thiên Đại Náo và giết Bạch Cúc Tinh. Đó, là cái dòng mà Bạch Cúc Tinh ha. Trời ơi, mô Phật đất đai Nhân Trạch ơi, là đất đai Nhân Trạch. Đồ ăn, đồ uống mà tụi bay bơm là sau này là cuộc đời là không có cái gì để ăn nghe, nghe. Trời ơi là trời. Thiệt em chửi hoài á, thì á, em mang cái nghiệp, khẩu nghiệp em chửi. Nhưng mà trời ơi mọi người ơi, em buồn quá mọi người ơi. Ba hũ chỉ có 100 ngàn thôi. Nó đặt tôi đã cái miệng, đã cái mồm. Xong rồi nè, nó bơm ha, bơm nè. Đây, 6 hũ nè, đó. 6 hũ. Diễm My. Tên má nào cũng đẹp hết trơn á trời á. Diễm My. Trời ơi, cái này Diễm My bánh bèo. Nói thiệt nha, trong giới chị em BD có bà Diễm My rất là đẹp. Rất về dễ thương, còn má này Diễm My bánh bèo là bởi vì suốt cuộc đời mấy bà bánh bèo không bao giờ dễ thương mà mấy bà BD thiệt luôn á. Bơm hàng, đặt 6 hũ khô gà. 6 hũ khô gà một chà bá nha đâu quý vị. Có 200 ngàn thôi mà nó còn bơm. Trời ơi trời ơi trời. Tức. Tức dễ sợ, 3 hũ 100, cái 3 hũ 100 vậy đó. Đây nè, cái gì đây? Trinh Tây. Ờ, con này mới chửi nè, Trinh Tây thủ dòng 1 nè. Thiệt luôn á. Để khui ra coi má này mua cái gì trong đây đây. Trời ơi, nó mua bánh gấu quý vị ơi. Nó mua bánh gấu. Thì cái mặt nó như con gấu vậy đó. Hello táo xanh. Tức khúc này dễ sợ. Thiệt em quạo dễ sợ mọi người. Tên đặt đẹp 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 không mà Diễm My ha, Trinh Tây ha. Gì đây? Võ Khánh My ha. Rồi tụi bay đặt tên đẹp quá mà tụi bay sống như cứt vậy đó. Khang Nhiên ha. Khang Nhiên. Ừ, tên cũng không đẹp mấy. Nè nó đặt, nó đặt một lần là Bình Chánh nè quý vị. Nó đặt một lần 9 hũ nha, 9 hũ. Mà giao tới cái nó bơm. Đó, ở Bình Chánh đó. Tội nghiệp nhất là tội nghiệp ai đó mọi người, tội nghiệp shipper. Trời ơi, người ta dầm mưa dãi nắng, nắng người ta cũng đi mưa, người ta đội áo mưa người ta đi giao cho mình. Tới nó bơm. Chưa hết, trễ mọi người nghe một câu chuyện. Có một con Hà Bá. Nó bơm hàng và nó hứa một câu danh dự với nó nhắn tin cho em nè, ngày nào nó cũng sẽ bơm. Nó nói vậy đó, ngày nào cũng sẽ bơm, bơm hàng em. Bữa em gọi điện thoại cho nó alo, em giao hàng cho nó, shipper tới nhà nó gọi không nghe máy. Em gọi cho nó biết nó nói sao. Nó tên là cái tên mà em không muốn nhắc đó. Nó biết là em đang có hiềm khích với người ta. Nó cố tình làm vậy để mà giống như cho em. Em lên em chửi. Em chửi rằng nó chia rẽ cho hai bên chửi lộn mà em không thích. Không thích kiểu vậy thật sự. Đó, em nói mày bơm đi. Qua bữa sau nó đặt tiếp. Nhân viên em gọi xong. Nó nhắn tin lại vậy nè mọi người. Mà chưa giao nha, nó nhắn tin. Ai vậy là bơm rồi. Nó cho số điện thoại gọi đầu tiên không nghe máy. Gọi lần thứ hai tắt máy. Gọi lần thứ ba nó mất tiêu luôn. Đó, có tức không? Trời ơi là trời. Mồi giùm em bó nhang đi anh. Em cúng mấy con bơm hàng coi. Trời, phải cúng tụi nó mới được mọi người. Biết sao hôm tháng 7 lên mà nó không ăn. Nó không ăn được. Cho nên là nó vậy đó. Trời đất ơi. Đây nè, Giang Như. Giang Như mày làm ơn mày về mày đổi tên đi. Giang Như mày đổi qua tên là Giang Mai đi nha. Cái dòng của mày á Giang Như nha. Đó. Xuống bà tà nội cha đó. Và đây, kính thưa quý vị, em xin phép được cúng nha. Em đọc tên từng con từng thằng ha. Em đọc tên từng con lên nha. Em sẽ cúng tam tai. Em cúng những cái đứa bơm hàng của em bữa nay. Đó. Rồi. Cho em xin cái gì em ghim nhang cái coi. Để em kiếm cái gì em ghim nhang nha mấy anh chị. Trời ơi em nói thiệt luôn á. Đây nè. Nhang nè. Nhang khối nghi ngút bữa nay. Là em tiễn đưa mấy cái con bơm hàng nha. Em tiễn đưa mấy con bơm hàng. Trời đất ơi, nó đặt hàng mình cho đã tới giao à. Nó không lấy. Vậy tụi bay đặt làm chi? Hả? Đặt làm chi? Trời, em đọc tên từng con nè. Hoàng Tỷ nè. Mấy má bơm hàng nha, Hoàng Tỷ nha, Hoàng Tỷ nha. Đó. Đầu tiên ha, Hoàng Tỷ.
hẻm Bình Hòa 19, Thuận An, Bình Dương. Đó, Bình Dương nha quý vị nha, Hoàng Tỷ nha, Bình Dương nha quý vị. Giờ em ghé mua nửa ký khô gà được, là đang thư. Nửa ký khô gà nha, em qua đi, em qua tận nhà. Thì 100.000 nửa ký. Đây nè, cái bánh gấu mà bây giờ cái mặt con gấu như một con chó. Bán em một chai nước mắm nhỉ đó. Cuộc đời nó gặp vậy đâu không đó. Đây. Dạ em đọc kinh sám hối nha quý vị nha. Đó em đổi bánh gấu ra nè quý vị. Cho mấy con bơm hàng nè ha. Ai bơm hàng của em làm ơn về đây. Đó, độ cho em khúc này. Ăn mấy miếng bánh gấu đi rồi đi. Để cho em buôn bán. Trời ơi em khổ lắm mọi người ơi. Cây nhang bao nhiêu vậy em ăn không? Chị cho em một bó. Nghe em. Cái gì cái gái dưới nhà chị nhiều lắm. Nhang nghi ngút vậy đó. Rồi em đọc tên tiếp nha quý vị nha. Để cho mọi người biết là à, đầu trâu mặt ngựa nó ra làm sao. Trời ơi chị Trúc Lam ơi. Em tức mà thiếu điểm muốn lèo cục đàn ông em ra vậy đó. Thiệt luôn á. Đây nè. Nhóc Bích Ba Bon. Cái tên là nghe thiệt mày muốn nổ tới rồi. Nhóc Bích Ba Bon. Thiệt á, tao mở kinh chú Đại Bi, tao mở giảng sanh tịnh độ thần chú cho tụi bay nghe nha. Mở kinh nè, mở giùm em đi. Quận 5. Rồi. Mà má này đặt cái hòm mà cái gì vậy? Thanh Cang đó. Thanh Cang cái này bữa nó có nhắn tin lại cho em, nó bơm hàng em đã rồi đó. Nó bơm hàng em đã rồi. Cái giờ nó nhắn tin lại cho em. Tức vậy đó. Đào Quỳnh. Đào Quỳnh nè. Đó, đặt có mấy chai nước hoa nó cũng bơm. Sẽ có một livestream em xả hết hàng bơm giá rất rẻ. Còn trong livestream này đó, mọi người ơi mua trà sữa ủng hộ em nha mọi người nha. Nhớ đừng có bơm em nha. Còn má này đặt cái gì mà nặng dữ vậy? Không biết nó đặt cái gì luôn á. Trần Quốc Đỉnh. Ờ, thằng này đặt nước hoa. Cái thằng mẹ em đăng Facebook đó mọi người, nó làm ở Thế Giới Di Động đó, ở Gò Quao nè. Trần Quốc Đỉnh là cái thằng mẹ em đăng lên Facebook đó mọi người. Em gọi cho nó mà nó không nghe máy, 2-3 ngày liên tục đó. Đó. Trời ơi là trời. Đó. Rồi. Tiếp nè. Trăm Mập nè. Đó. Đặt xong người ta gọi cũng không nghe máy. Mấy ba mấy mẹ, cái điện thoại mấy ba mấy mẹ nhét trong háng hay lâu mà người ta gọi tới không nghe máy. Trời ơi trời. Thanh Ngọc nè, cái tên mày đẹp quá mà mày không có thanh vậy trơn á. Còn cái gì đây? Yến Ni Quỳnh, má này cũng đặt nhiều dữ lắm. Rồi cũng bơm. Nói thiệt nha, lên livestream em mọi người muốn giỡn bao nhiêu cũng được hết trơn á. Muốn comment tào lao cái gì cũng được. Nhưng đặt hàng thì đặt đàng hoàng, không mua thì ngồi chơi nó khùng nó điên. Có này lên trời đất ơi là trời, nó đặt cho đã. Nó vô nó giật. Nó giật hả em, nó thiệt em mà đội tóc giả ngồi gần gần nó giật hàng, nó giật luôn tóc em. Thiệt sự. Để em phân tích cho mọi người nghe tại sao bơm hàng em bị tốn tiền. Ví dụ như một cái đơn ship này nè, em ship đi tỉnh là em sẽ trả tiền cho shipper đó là 40.000. Khi mọi người nhận, ví dụ như này là cái này là 2 set là 200.000 thì mọi người nhận, mọi người sẽ trả là 240.000. Thì 40.000 đó sẽ đưa cho shipper ha. Nhưng khi mọi người bơm thì 40.000 đó em phải chịu, phải chịu thêm 20.000 đó là 50% phí giao hàng chuyển từ ở chỗ bơm về ngược trở lại thành phố Hồ Chí Minh nhà em. Từ tỉnh về nhà em lại em tốn 60. Một đơn khơi khơi tự nhiên tốn 60.000. Không. Rồi một đơn 60 giờ 10 đơn 600.000, 20 đơn là 1.200.000, nhiều không? Mà bán một hũ à có 30.000, 33.000 thôi. Một hũ con gà gì có 33.000 thôi nè quý vị. Ba hũ 100 là hũ 33.000. Lời bao nhiêu? Trời ơi, buồn dễ sao buồn vậy đó. Rồi, mọi người ơi, mọi người thương tình ủng hộ cho em ha. Lấy một chùm tóc giả lên men. Em ơi, em làm tóc giả chị như Củ Kiều với em. Hả? Hay là dưa chua? Uống trà đào thành BD hồng hào. Uống trà sữa sẽ là BD có chữa. Uống trà sữa thái xanh sẽ là BD có răng nanh. Uống trà sữa thái đỏ sẽ là con BD phù mỏ. Vậy nha quý vị nha. Còn uống trà giải sẽ là con BD bị ghê quá. Rồi đó. Bây giờ này ha, trà đào nè, trà vải nè, trà sữa nè, 3 chai 100 ngàn nha mấy chị. 3 chai 100, 3 chai 100.
Ok Trần Chí Hoa nha. Rồi hên, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ. Bye bye.